cả nhà nha. Hôm nay mình làm món chân gà ngâm xả tắc nha cả nhà. Này có chân gà mình làm sẵn rồi nè, xả với ớt, tắc, xả cây với gừng với lá chanh với giấm. Bây giờ mình đi luộc chân gà nha cả nhà. Giờ mình luộc nha cả nhà. Mình muốn muối vô, cây với gừng với lá chanh cho vô luôn nha cả nhà. Xong mình cho chân gà vô. Sốt nha cả nhà. Cho giấm vô. Này là làm theo khẩu vị mọi người ăn nha cả nhà. Này mình làm theo khẩu vị nhà mình ăn nha. Nước mắm. Đường. Thank you.
giờ mình ngâm đá chắc cũng được tầm 5 phút rồi cả nhà. Giờ mình vớt ra nha. Giờ mình đậy kín lại vô tủ lạnh nha cả nhà. Mình cho qua thố bỏ vô tủ lạnh nha cả nhà. Thank you.
Để lại bỏ vô tủ lạnh nha cả nhà. Mình đem mình để tủ lạnh nha cả nhà. 4 tới 6 tiếng là mình ăn được nha. Mình lấy giò gà ra nha cả nhà. Chân gà mình làm xong rồi nha cả nhà. Cả nhà nhìn coi coi có ngon không nha. Giờ mình ăn thử miếng nha. Bóc luôn nha cả nhà. Ngon nha cả nhà ơi. Xin dừng video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video kế tiếp nha. Bye bye.